Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, có một câu chuyện nhỏ, nhưng mà truyền thông của Hoa Kỳ trong vài ngày qua cũng làm lớn chuyện và khá ồn ào. Đó là vào ngày thứ Ba, mùng 4 tháng 10, hai người Nga lên trên một chiếc thuyền nhỏ rồi trèo tới một hòn đảo ở giữa nước Nga và nước Mỹ. Hòn đảo đó tên là St. Lawrence Island. Ở trên hòn đảo này có một thị trấn nhỏ tên là Gambell. Khoảng chừng 600 cư dân người thổ dân nơi đó. Và quý khán thính giả hãy xem bản đồ St. Lawrence Island ở chính giữa Alaska thuộc nước Mỹ và bên phía của Nga như thế nào. Đây là bản đồ để quý khán thính giả có thể định hình được ở trong đầu của mình. Đó là vị trí của St. Lawrence ở trên bản đồ thế giới. Hai người Nga này chèo chiếc thuyền đó đến đảo St. Lawrence và thị trấn Gambell vào thứ Tư ngày 5 tháng 10 và họ xin tị nạn chính trị, political asylum, vì họ nói Tổng thống Vladimir Putin, tổng động viên lực lượng trừ bị, dự trù là 300.000 người, nhưng nói rằng chỉ dành cho những người có kinh nghiệm và quân sự cũng như là tình nguyện mà thôi. Nhưng trong thực tế thì Bộ Quốc phòng Nga bắt lính. Đó là lời nói của họ và họ nói tiếp. Họ không muốn bị bắt lính đi làm nghĩa vụ quân sự do Tổng thống Putin điều động, mà chiến trường ở tại Ukraine rất là khốc liệt. Những người Nga hy sinh ở Ukraine thấy rất là thảm thương nên họ xin tị nạn chính trị ở bên Mỹ. Sau đó hai người này đã được đưa tới thành phố lớn ở Alaska là thành phố Anchorage để làm các thủ tục theo đúng bộ luật di trú của nước Mỹ. Trong đó, bước đầu tiên là họ được vetting. Vetting đây tức là họ lượt những người này xem thử là tị nạn chính trị hay là tị nạn về những mục đích khác. Và sau khi đã khẳng định được những người này là tị nạn chính trị, thì theo bộ luật di trú của nước Mỹ, những người này sẽ được cấp một thẻ gọi là I-94 một tạm thời một thời gian, rồi dần dần sẽ được xin thẻ xanh và có thể trở thành quốc tịch của Mỹ sau 5 năm. Đó là bản tin hai người Nga đã gần giống như là vượt biên để đến nước Mỹ. Ồn ào là tại vì hai thượng nghị sĩ liên bang của Mỹ ở tại Alaska là những đảng viên Cộng hòa, bà Lisa Murkowski và ông Dan Sullivan. Họ cho đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Theo bà Lisa Murkowski, đây là một vấn đề nói lên rằng người dân Nga đang tìm cách vượt biên vô Mỹ và Alaska, tiểu bang mà bà làm thượng nghị sĩ, là tuyến đầu. Nên
liên bang cần phải tăng cường thêm nhân sự giúp cho Alaska chuẩn bị đón tiếp những người Nga vượt biên qua Mỹ nữa? Và phải như thế nào nhận những người tị nạn chính trị? Nếu không, thì có những người sẽ được bên phía của Nga cài vào để trà trộn làm tình báo cho nước Nga. Riêng thượng nghị sĩ Dan Sullivan, thì ông cho rằng có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là người dân Nga không thích làm nghĩa vụ quân sự mà do Tổng thống Putin ra lệnh là tổng động viên lực lượng trừ bị mà có thể liên quan đến cả Bắc lính. Thì ông nói rằng đây là một sự phản kháng từ ở trong nước Nga, từ người dân Nga chống đối lại lệnh của Tổng thống Putin, cho thấy Tổng thống Putin không những bị cô lập ở trên thế giới mà còn chính người dân Nga cũng không hài lòng về ông ấy và chiến dịch quân sự đặc biệt của ông ấy ở tại Ukraine là một thất bại. Đó là điểm thứ nhất mà thượng nghị sĩ liên bang Đảng Cộng hòa ông Dan Sullivan suy nghĩ như thế. Điểm thứ hai thì ông đưa vào giống như là thượng nghị sĩ liên bang Lisa Murkowski, là người đồng cấp của ông ở tại Alaska, nói rằng như thế Alaska là tuyến đầu, front line là tuyến đầu mà người dân Nga có thể vượt biên vào nước Mỹ. Alaska nói riêng và nước Mỹ nói chung cần phải có những hành động để kiểm soát những người vượt biên này và phải làm sao những người vượt biên này vào nước Mỹ là những người vượt biên về chính trị, không phải là những người vượt biên bị trà trộn bởi tình báo Nga. Vì hai thượng nghị sĩ liên bang thuộc Đảng Cộng hòa ở Alaska nói như thế nên truyền thông của Mỹ bình luận về vấn đề này khá ồn ào là như thế. Họ cho rằng trong quá khứ nhiều người Nga bay tới Canada rồi từ Canada tìm cách đi vào nước Mỹ. Năm 2021 có 42 trường hợp mà Sở Di trú của Mỹ đã chặn 42 người Nga tìm cách vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Và các đài lớn như CNN và Fox nói rằng đường đi và các đài lớn của Mỹ như CNN và Fox nói rằng đường nhập cư vào Mỹ của người dân Nga tiện lợi nhất vẫn là mua vé máy bay bay qua Cancun, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thế giới ở tại Mexico. Sau khi mà bay tới Cancun rồi thì những người Nga mới mua vé bay về các thành phố ở biên giới như là Rio gần Texas và Tijuana gần California. Rồi từ đó họ tìm cách đi vào nước Mỹ. Năm 2010, con số đó lên khoảng chừng có 500 cho đến 600 người một năm. Nhưng tới năm 2021, bỗng nhiên nhảy vọt lên tới gấp 9 lần, khoảng chừng 4.000 mấy người. Tới năm 2022, mới có 9 tháng thôi, con số đó đã hơn 5.000 người. Nên, theo các truyền thông của Mỹ, đường đi di dân vào nước Mỹ từ Nga thuận lợi nhất vẫn là qua nước Mexico. Và họ nói như thế, nước Mỹ cần canh chừng biên giới giữa Mexico và nước Mỹ. Đây cũng là một vấn nạn của nước Mỹ, vì biên giới ở giữa Mexico và nước Mỹ trong những năm qua rất ồn ào. Chủ trương của Đảng Dân Chủ gần giống như là mở cửa biên giới, nên những người dân Nga dễ dàng vào trong nước Mỹ là như thế. Thưa quý khán thính giả, các đài phát thanh của Mỹ cũng cho rằng đường đi mà lên thuyền vượt biên sang
đảo Saint Lawrence của hai người Nga là một trong những trường hợp rất hiếm hoi. Chắc không có cảnh tái diễn này đâu, vì ở biển đó, eo biển đó rất lạnh, nhiều khi băng giá kinh khủng. Đặc biệt là mùa đông năm nay chắc chắn là băng giá lạnh lẽo lắm, nên họ không dự trù là có những người băng qua đường biển bằng kiểu đó để đến nước Mỹ. Nhưng mà vì hai thượng nghị sĩ liên bang, bà Lisa Murkowski và ông Dan Sullivan, đảng viên đảng Cộng Hòa, đã lên tiếng thì họ bàn luận rất nhiều, nói rằng hai người vượt biên tới nước Mỹ không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn đó là đã bộc lộ cho thấy ở trong nước Nga, người dân Nga không hài lòng với chính sách chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine, e sợ sẽ bị đi lính, không muốn làm nghĩa vụ quân sự nên bỏ trốn đi. Điều này là họ nhắm tới nhiều nhất. Thống đốc của Alaska là ông Mike Dunleavy. Ông nói rằng là tiểu bang Alaska sẽ làm hết mình để đón tiếp những người Nga vượt biên tới, nhưng cũng sẽ làm hết mình để ngăn chặn làn sóng ông gọi là flotilla, nếu có, từ bên phía Nga để tràn qua Alaska. Ông nói chắc chắn tiểu bang Alaska đón nhận những người tị nạn chính trị chân chính, true political asylum, chứ không phải là đón nhận những người di dân chỉ vì mục đích khác, đặc biệt là những người di dân vì mục đích mà làm tình báo cho Nga trà trộn để tới nước Mỹ. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào. Câu chuyện này làm tôi nhớ khi mà sau 1975, nhiều người Việt vượt biên sang các quốc gia khác rồi để đến Mỹ. Họ cũng bị các chính phủ của Mỹ và Tây Phương vet, tức là lượt họ rồi mới chuẩn nhận họ qua nước Mỹ hay là qua các nước Tây Phương đó. Vì họ sợ những người làm việc tình báo cho chính phủ Việt Nam trà trộn đi con đường vượt biên để đến các quốc gia đó làm công việc mà chính phủ Việt Nam giao phó. Họ tự hào là họ đã lượt qua như vậy là hơn 85%. Như vậy, cũng còn khoảng mười mấy phần trăm cũng đã đến được nước Mỹ. Từ năm 1975 tới năm 1990. Và chắc chắn ở trong cộng đồng người Việt, ở Mỹ cũng như ở các nước ngoài, là có những tình báo viên của nhà nước Việt Nam. Những người mà hoạt động làm tình báo cho chính phủ Việt Nam, theo như nhiều người suy nghĩ và bản thân tôi cũng nghĩ như thế, đó là những người rất ồn ào chống cộng, nhưng họ là những người hoạt động cho tình báo Việt Nam. Vì với dưới lớp vỏ bọc chống cộng cực đoan thì họ mới hoạt động hữu hiệu được, họ mới thu gom được các tin tức và họ có thể lèo lái hướng đi mà có lợi cho nhà nước Việt Nam. Ví dụ, họ nhân danh là chống nhà nước Việt Nam, nhưng mà có những hành động chửi bới tục tiểu, cũng như là tuột quần trước công chúng, làm cho người ta thấy là nhóm chống cộng cực đoan rất là hài, thì không ai nghe ai nữa hết, và họ coi thường những người chống cộng cực đoan. Đó là việc mà nước Mỹ trước đây nghĩ rằng họ có thể gạt những người tình báo viên của nhà nước Việt Nam ra một bên, nhưng trong thực tế khó lắm. Và vì như vậy, họ cũng muốn áp dụng lần nữa cho những người vượt biên từ Nga qua ngã Alaska để vào Mỹ, hay là qua ngã Canada, và đặc biệt là qua ngã Mexico. Nhưng quả thật rất là khó khăn, vì không dễ gì để khám phá ra được những sự suy nghĩ của một cá nhân mà nếu họ thật tâm làm việc cho một nhà nước.
Trường hợp của nước Nga thì dễ dàng hơn nhiều, vì làn sóng mà di dân của nước Nga thì ít như trường hợp qua ngã Canada. Đây là lần đầu tiên, mới chỉ có 2 người. Và người ta dự trù vì gió lạnh lẽo, băng tuyết ở tại vùng biển đó, chắc không mấy ai đi con đường đó nữa đâu. Chỉ là chú tâm đến ngã Mexico. Thì Mexico, con số mà có lên nhiều đi nữa thì cũng chỉ có vài ngàn người, so với thời kỳ của Việt Nam là mấy trăm ngàn người. Có lẽ Mỹ có thể khám phá dễ dàng hơn, nhưng cũng không dễ gì. Còn nếu nói rằng việc 2 người Nga này vượt biên từ Nga sang Mỹ là một biểu tượng cho thấy những người dân ở Nga chống đối lại chính sách quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin ở tại Ukraine, thì tôi cũng đặt vấn đề nghi ngờ vô cùng. Vì tại sao chỉ có 2 người và mới vượt biên? 2 người chưa thể đại diện cho được cảm xúc của người dân Nga được. Nhưng đây cũng là một sự kiện để tôi quan tâm và đánh giá, theo dõi thêm để biết đích xác hơn. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.